Thưa quý vị, số nhà bán đang có trên thị trường Hoa Kỳ tăng 3%. Số bán của các căn nhà đang có trên thị trường Hoa Kỳ tăng trở lại hồi tháng 2 sau khi sụt giảm trong 2 tháng trước đó. Một chỉ dấu cho thấy nhiều người vẫn còn đang kiếm mua nhà dù rằng giá tăng cao và số nhà đưa ra thị trường ít đi. Hiệp hội các nhà môi giới địa ốc vào hôm thứ Tư cho hay số bán đã tăng 3% hồi tháng qua, lên tới con số là 5.54 triệu. Sự gia tăng này diễn ra tiếp theo sau sự sụt giảm trong tháng 1 và tháng 12, cho thấy sự cạnh tranh để mua được nhà sẽ còn mạnh mẽ hơn trong mùa xuân, vốn là thời gian thường có nhiều người mua nhà. Giá trung bình một căn nhà trong tháng 2 năm nay là 241.700 Mỹ Kim, tăng 5.9% so với cùng thời gian năm ngoái.